kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Hôm nay, thời tiết tỉnh Quảng Ngãi có nắng từ sớm, trời nhiều mây với mức nhiệt dao động từ 26 đến 36 độ C. Khu vực các huyện Nghĩa Hành, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ chiều nay có mưa dông với lượng lớn. Còn ngày mai 16 tháng 9, thời tiết ở Quảng Ngãi vẫn còn khá nóng, tuy nhiên mức nhiệt sẽ giảm từ 1 đến 2 độ so với hôm nay. Dự báo mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi và xuất hiện các điểm mưa lớn cục bộ, đặc biệt là tại các huyện miền núi. Mưa dông sẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Bà con cần chú ý. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi, nhất là vào chiều tối và đêm, vì đây là thời điểm mưa xảy ra dồn dập. Nếu thấy các vết nứt ở tường nhà, sườn đồi, nước sông suối chuyển màu đục, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất, quý vị cần nhanh chóng di dời đến nơi kiên cố để đảm bảo an toàn tính mạng. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và dông, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, trời nắng, đề phòng mưa và gió giật mạnh trong dông. Thị xã Đức Phổ, có mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào về đêm. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có mưa rào và dông, đề phòng có lốc, sấm sét và gió giật mạnh trong dông. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, trời nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh gây thời tiết xấu cho các vùng biển phía Nam. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam hoạt động cấp 4, cấp 5, có lúc mạnh cấp 6 và cấp 7, cấp 9. Trời có mưa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ về gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Bà con cần chú ý các biện pháp khai thác để đảm bảo an toàn. Đánh bắt trong điều kiện thời tiết xấu, bà con nên chằng buộc các trang thiết bị kỹ để tránh rơi xuống biển. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió không quá mạnh ở mức cấp 4, nhưng cần lưu ý mưa dông rải rác kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, trong đêm nay và ngày mai cũng cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh kèm theo mưa, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Nơi có thời tiết ổn định, bà con ngư dân có thể yên tâm khai thác là vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi và quanh huyện đảo Hoàng Sa, trời ít mưa, có nắng, gió không quá cấp 4. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 18 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng. Đến chiều và tối, nhiều nơi xuất hiện có mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng, mây thay đổi. Phía Bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm từ 90 đến 91%. Mở thẻ tín dụng quốc tế BIDV với nhiều ưu đãi và tiện ích vượt trội. Quý khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch tối thiểu theo từng loại thẻ. Đặc biệt, đối với khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, thẻ tín dụng quốc tế BIDV mang đến nhiều tiện ích vượt trội như tính năng nhận thông báo OTT biến động thẻ quốc tế trên BIDV Smart Banking, tính năng đăng ký trả góp linh hoạt qua website bidv.com.vn, dịch vụ bảo hiểm tai nạn trong chuyến đi cho chủ thẻ quốc tế hạng Platinum và Visa Signature. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 317 4868, máy lẻ 743 741 và các phòng giao dịch trực thuộc.